Ok, chúng ta tiếp tục làm tiếp bài tập về câu bị động ha. Rồi, ok, câu số 1. The waiter brings me this dish. Là gì? Người bồi bàn ha, mang cho tôi cái đĩa này. Được chưa? Cái món ăn này. Thì ở đây this là gì? Tân ngữ thì chúng ta đem xuống làm chủ, chủ từ. Rồi, ở đây là thì gì các bạn? Hiện tại đơn, được chưa? Thì chúng ta sẽ bị động là gì? Be cộng với V3, VD. Thì ở đây là is cộng với wrote, ha. Rồi, to me, rồi, cộng với by the waiter. Rồi, tiếp theo câu số 2. Ok, câu số 2 là our friends, nghĩa là gì? Chủ từ send là động từ, this postcards là gì? Tân ngữ, vậy thì đem cái tân ngữ này xuống làm chủ từ. Thì ở đây chúng ta chuyển bị động là gì? Be cộng với V3, VED. Postcard số nhiều thì đi với động từ to be là are. Rồi, to us ha, chúng ta ghi lại ở phía sau. Rồi sau đó là cộng với by, cộng với tân ngữ mới. Ok, ở đây là bị thiếu chữ s ha. Rồi, tiếp theo là như thế nào? Những cái bưu thiếp này được gửi đến chúng tôi bởi bởi những người bạn của chúng tôi. Rồi câu số 3. The grandmother là chủ, chủ từ. Rồi told là động từ. Them. Ok. Ở đây chúng ta xác định chút xíu nào. This story ha. Có nghĩa là gì cái câu này chúng ta dịch như thế nào? Bà của họ kể cho họ nghe câu chuyện này khi họ đến thăm bà ấy vào tuần rồi. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có gì? This story sẽ là cái tân ngữ ha. Thì chúng ta sẽ đưa nó xuống làm chủ từ. Thì chúng ta sẽ dịch như thế nào? Cái câu chuyện này được kể đến họ bởi bởi bà của họ khi mà họ đến thăm bà ấy vào tuần rồi. Nên đây là this story. Rồi, ở đây là quá khứ đơn thì là be quá khứ cộng với V3 VED ha, là told. Rồi to them, rồi bởi bà của họ. Rồi tiếp theo mình ghi lại cái vế phía sau. Rồi câu số 4. Tim orders this train ticket for his mother là gì? Tim đặt cái vé xe lửa này cho mẹ của anh ấy. Thì chúng ta xác định nè, Tim là chủ từ, order là động từ đúng không? Động từ quá khứ đơn. Rồi, this train ticket. This train ticket là gì? Tân ngữ. Thì chúng ta sẽ chuyển cái tân ngữ này xuống làm chủ, chủ từ và chúng ta dịch nè. Cái vé xe lửa này được đặt cho mẹ của Tim. Rồi, ở đây là gì? Quá khứ đơn ha. Thì chúng ta chuyển xuống bị động là be cộng với V3 VED. Ok, câu số 5. Are you là chủ từ đúng không? Didn't show là động từ. Được chưa? Rồi. The special cameras là gì? Là tân ngữ. Vậy mình đem cái này xuống làm gì? Chủ từ nè. Rồi. Ở đây là quá khứ đơn. Vậy thì bị động là gì? Be cộng với V3 VED. Thì câu chủ động là có nó thì câu bị động mình cũng thêm nó ha. Rồi. Ở đây là gì? Những chiếc camera đặc biệt hoặc là những máy quay phim hoặc là máy chụp hình đặc biệt thì gì? Không được đưa cho có nghĩa là không được xem ha, không được đưa cho tôi xem. Thì câu chủ động chúng ta dịch là gì? Bạn đã không gì đưa cho tôi xem những gì, những cái máy quay phim hoặc là những cái máy chụp hình đặc biệt. Rồi, tiếp theo câu số 6. She chủ từ, shows động từ, her ticket tân ngữ, vì her ticket đều xuống làm chủ từ nè. Rồi động từ này ở quá khứ đúng không các bạn? Vậy thì chúng ta chia bị động là động từ to be cộng V3 VED. Vậy quá khứ là gì? Was cộng với động từ ở V3 VED cộng với gì? Tiếp theo là mình ghi những cái cụm từ còn lại ha. Rồi câu số 6. He chủ từ, Lance động từ, his friends là gì? His friend, his new shoes. Ok, cái câu số 7 này thì chúng ta dịch nè.
Cẩn thận nha, dịch hơi rối não chút xíu. Lend là gì? Lend là cho mượn, cho vay. Anh ấy cho bạn của anh ấy mượn đôi giày mới của anh ấy. Vậy ở đây là gì? His new shoes là gì? Tân ngữ chính ha. Vậy his new shoes là đôi giày mới của anh ấy nè. Được gì? Được cho mượn đến bạn của anh ấy bởi anh ấy. Hơi rối não xíu nha. Rồi, thì ở đây chúng ta xác định thì thôi. Hiện tại đơn thì động từ to be đưa ở hiện tại cộng với gì? V3, VED. Rồi, câu số 8. Ok, câu số 8 chúng ta dịch như thế nào nè? She left her relatives 5 million pounds. Thì câu này chúng ta có thể dịch là cô ấy đã để lại cho người thân hoặc là họ hàng của cô ấy 5 triệu đồng bảng Anh. Được chưa? Đây là đơn vị là đồng bảng Anh ha, tiền tệ á các bạn. Rồi ở đây thì chúng ta có cái tân ngữ chính nè, được chưa? Rồi, chúng ta đem xuống làm chủ từ. 5 triệu đồng bảng Anh đã được để lại cho người thân hoặc là họ hàng của cô ấy bởi cô ấy. Thì ở đây chúng ta có thì cái chữ gì left là quá khứ đơn đúng không? Rồi thì chúng ta chuyển xuống bị động là động từ to be ở quá khứ và cộng với gì? Cộng với V3, VED của động từ chính. Rồi câu số 9 là gì? The shop assistant hand dispatched to the customer. Ok, câu này chúng ta có thể dịch gì? Người bán hàng đã đưa những cái hộp này cho khách hàng. Rồi ở đây chúng ta xác định dispatches là tân ngữ chính. Thì chúng ta đem xuống làm chủ từ. Những cái hộp đã được đưa đến khách hàng, đã được trao cho khách hàng bởi bởi người bán hàng. Thì ở đây chúng ta có chữ hand, được chưa? Là quá khứ. Vậy chúng ta chia ở thể bị động ở quá khứ là be ở quá khứ cộng với V3, VED. Thì cái chữ boss sẽ xuống nhiều thì chúng ta đi với động từ to be ở quá khứ xuống nhiều là were. Ok, câu số 15. The board, được chưa? Rồi, là chủ từ. A word là động từ. The first rise là gì? Là tân ngữ chính ha. Rồi, ở đây thì chúng ta có thể dịch là gì? Hội đồng đã trao cái giải nhất cho người phóng viên. Thì ở đây nè, the first rise là gì? Chúng ta đem xuống làm chủ từ. Thì ở đây là thì quá khứ, được giao quá khứ đơn. Thì là be cộng với V3, VED. Be ở quá khứ là gì? Chủ từ số ít thì be ở quá khứ là was. Rồi, cộng với V3, VED. Rồi, sau đó chúng ta ghi lại những cái vế phía sau. To the reporter. Ok, by the board. Rồi, tiếp theo là gì? Bạn đã gửi những cái thiệp Giáng sinh đến gia đình của bạn, phải không? Rồi ở đây chúng ta xác định xíu you là chủ từ. Rồi have sent là gì? Là thì hiện tại hoàn thành. Thì nhớ hiện tại hoàn thành thì phải có been ha, khi mà chuyển xuống bị động á. Rồi thì ở đây cái the Christmas cards là gì? Là tân ngữ ha. Rồi ở đây chúng ta đưa Christmas cards làm chủ từ nè. Rồi have tiếp tục là gì? Been cộng với V3, VED. Rồi sau đó là viết tiếp những cái phần phía sau. To your family. Rồi, câu số 12. The committee appointed Alice secretary for the meeting. Ok, the committee là chủ từ ha. Appointed là gì? Động từ. Alice secretary là gì? Ok, Alice. Ok, câu này chúng ta có thể dịch là gì? Hội đồng chỉ định Alice là gì? Ghi chép hay là làm thư ký cho cuộc họp. Vậy ở đây Alice là gì? Là tân ngữ, chúng ta chuyển xuống làm chủ từ. Rồi ở đây là động từ. Ở quá khứ đơn thì chúng ta có be ở quá khứ cộng với V3, VED. Rồi chúng ta ghi tiếp lại những cái động phía sau ha. Rồi tiếp theo là gì? He dies the broken cup in the drawer. Là gì? Anh ấy giấu cái ly hoặc là cái tách ha, cái tách bị bể ở gì, ở trong ngăn tủ. Rồi thì ở đây the broken cup là gì? Tân ngữ chuyển xuống làm chủ từ. Ở đây là thì quá thì hiện tại đơn thì chuyển xuống bị động là be cộng với V3, VED. Is hidden rồi in the drawer.
Câu số 14. Họ giữ. Ok, đây đây là chủ từ, keep là giữ, this room là cái phòng, là tân ngữ, sorry, cái phòng này. Thì this room là gì? Tân ngữ chuyển xuống làm chủ, chủ từ. Thì ở đây là thì hiện hiện tại đơn đúng không các bạn? Thì chúng ta be cộng với V3 và ED của keep là kept. Ok, thì cái phòng này thì được giữ ngăn nắp bởi họ gì? Suốt luôn, suốt thời gian luôn. Ok, câu số 15. Ở đây chúng ta có đây, đây, they all là chủ từ, what là gì? Động từ, the party là tân ngữ, thì đem the party xuống làm gì? Làm chủ từ. Ở đây là thì quá khứ đơn, thì chúng ta sẽ chuyển sang bị động là be cộng với V3 VED. Thì the party là gì? Là số ít thì đi với words, rồi động từ V3 VED. Rồi chúng ta sẽ ghi lại cái cụm ở phía sau và sau đó là by, by them thì chúng ta có thể bỏ ha. Rồi câu số 16. We là chủ từ, gave là động từ, được chưa? And là túc từ. Rồi thì ở đây chúng ta có gì? And đem xuống làm chủ từ. Ở đây là quá khứ đơn thì bị động là gì? Be cộng với 3 VED. Thì ở đây and là số ít thì chúng ta dùng was. Rồi gave là V3 của nó là given. Rồi ở cái cụm phía sau này chúng ta ghi lại some bananas and some flowers by by us. Thì by cộng với túc từ we ở đây nè. We chúng ta đem xuống làm túc từ thì by us thì chúng ta có thể bỏ đi ha. Rồi câu số 17. Đây là chủ từ, move là gì? Động từ. The red into the living room. Rồi, ở đây thì chúng ta có the red là tân ngữ đem xuống làm chủ từ. Ở đây là thì quá khứ đơn thì là be cộng với quá khứ đơn, sorry, be cộng với V3 VED. Vậy là the red was moved into the living room by them. Đây nè, đây thì đem xuống gì? Làm túc từ đúng không? Làm tân ngữ. Vậy thì by cộng với tân ngữ là đem thì chúng ta có thể bỏ đi ha. Rồi ở đây chúng ta có câu số 18 là gì? She được chưa? Là chủ từ. Bought là động từ. Some cups of tea là gì? Some cups of tea là tân ngữ ha. Rồi cô ấy mua một vài cái tách trà cho gì? Cho khách đúng không? Cho khách hàng. Cho khách ở trong gì? Ở trong cái phòng kế bên. Ok, vậy thì chúng ta sẽ đem tân ngữ là some cups of tea làm chủ từ. Rồi sau đó là bought là gì? Động từ ở quá khứ đúng không các bạn? Là quá khứ đơn ha. Thì mình chia ở bị động là quá khứ là gì? Were cộng với ở đây là sai rồi các bạn ơi. Ở đây là sorry, chỗ này mình bị đánh dư chữ R rồi ha. Rồi mình bỏ chữ R nha. Rồi V3 của bold được chưa? Cũng là bold luôn ha. Bold này là cái ở hiện tại của nó, động từ ở hiện tại của nó là gì? Buy ha. Buy bold, bold được chưa? Rồi thì những cái tách trà thì được mua cho những gì? Những cái vị khách ha, những cái vị du khách cô ấy, tại vì she nè, she là chủ từ thì mình đem xuống làm tân ngữ thì by cộng với her thì chúng ta được quyền bỏ ha. Ok, câu số 19. Ở đây chúng ta có chủ từ là đây, rồi động từ là find. Thì find này là ở hiện tại đơn ha, the new project, được chưa? The new project là dự án mới. Thì ở đây chúng ta có thể dịch là gì? Tôi họ nhận thấy cái dự án mới này thật là vô vô dụng ha, vô dụng, không có giá trị gì hết. Rồi ở đây thì chúng ta the new project là đem xuống làm chủ từ. Rồi ở đây là hiện tại đơn thì chúng ta chia ở thời bị động là be cộng V3, là ở đây là be ha, là is cộng với found ha, V3 của file. Rồi worklist thì ghi xuống. Rồi by them là chúng ta bỏ đây ha. Đây đây mình đem xuống làm tân ngữ, ở đây là by by them là chúng ta bỏ đi. Rồi ở đây là gì? Secretary ha, secretary là gì? Là thư ký.
Ok, the secretary didn't take the note to the manager. Là gì? À, người thư ký này đã không đưa những cái ghi chép cho quản lý. Thì ở đây là gì? The note là chúng ta làm tân ngữ chính đúng không? Chúng ta đưa xuống làm chủ từ. Rồi ở đây là thì quá khứ đơn nè, chúng ta xác định là quá khứ đơn nè. Rồi thì chúng ta sẽ chia thể bị động là gì? Cũng là quá khứ. Ở đây có not thì chúng ta thêm not ở phía sau động từ to be. Take này chúng ta đưa về V3 là taken. Rồi ở cái cụm ở phía sau này chúng ta ghi lại ha, to the manager. Rồi by the secretary, chúng ta có thể ghi lại hoặc là chúng ta bỏ cũng được. Thì ở đây nè, khi mà các bạn làm những cái câu về bị động như thế này, các bạn sẽ thấy rất là nhiều thì. Thì các bạn phải cố gắng chúng ta học ha, để chúng ta thuộc cái thì, để chúng ta chuyển cho nó đúng. Và cái thứ hai nữa là các bạn không cần dịch nha, các bạn không cần phải dịch, nhưng mà các bạn phải biết xác định được đâu là chủ từ, động từ và tân ngữ ở câu chủ động, thì khi mà mình chuyển xuống thành câu bị động nó mới đúng được ha. Ok, thank you, goodbye class.